Chào mừng các em đến với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 3. Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 3, bài 100, phần luyện tập. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài tập số 1, người ta yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Câu A. Chúng ta thực hiện phép tính nhẩm đầu tiên là 9.000 trừ đi 7.000. Thì chúng ta sẽ nhẩm phép tính này như sau. 9.000 trừ đi 7.000 thì ở đây chúng ta chỉ việc lấy 9 trừ 7 bằng 2. Như vậy 9.000 trừ 7.000 sẽ bằng 2.000. Tiếp theo chúng ta có 3.000 trừ 2.000. Ba nghìn trừ hai nghìn chúng ta chỉ việc lấy 3 - 2 bằng 1. Như vậy 3.000 - 2.000 thì sẽ bằng 1.000. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính nhẩm 8.000 - 8.000. Ở đây chúng ta chỉ việc thực hiện phép trừ 8 - 8 bằng 0. Như vậy 8.000 trừ 8.000 thì sẽ bằng 0. Tiếp theo chúng ta thực hiện phép tính 5.000 trừ 1.000. Thì ở đây chúng ta chỉ thực hiện phép tính 5 trừ 1 bằng 4. Như vậy 5.000 trừ 1.000 thì sẽ bằng 4.000. Tiếp tục chúng ta có 6.000 trừ 5.000. Thì chúng ta cũng lấy 6 trừ 5 bằng 1. Như vậy 6.000 trừ 5.000 sẽ bằng 1.000. Tiếp theo chúng ta có 10.000 trừ 2.000. 2.000. Thì chúng ta cũng lấy 10 trừ 2 bằng 8. Như vậy 10.000 trừ 2.000 sẽ bằng 8.000. Tiếp theo chúng ta sang câu B. Câu B 4.600 trừ đi 400. 4.600. Trừ đi 400. Thì ở đây 4.600 mà trừ đi 400, chúng ta chỉ việc lấy 6 trừ đi 4. 6 trừ 4 bằng 2. Như vậy 4.600 mà trừ đi 400 thì sẽ bằng 4.000. Chúng ta giữ nguyên. 600 trừ 400 bằng 200. Như vậy 4.600 mà trừ đi 400 bằng 4.200. Tiếp theo chúng ta có 8.500 mà trừ đi 500. 8.500 mà trừ đi 500. Thì chúng ta cũng lấy 500 trừ 500 bằng 0. 8.000 chúng ta giữ nguyên. 500 trừ 500 bằng 0 và kết quả chúng ta được là 8.000.
8.500 trừ 500 bằng 8.000. Tiếp theo chúng ta có 9.900 trừ đi 300. 9.900 và trừ đi 300. Thì chúng ta lấy 9.900 trừ 300, chúng ta làm như sau. Chúng ta lấy 900 trừ 300 bằng 600. 9.000 chúng ta giữ nguyên. Như vậy 9.900 trừ đi 300 sẽ bằng 9.600. Tiếp tục chúng ta có 6.800. 6.800 trừ đi 700. Thì 6.000 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta lấy 800 trừ 700. Xin lỗi, 8 trừ 7 bằng 1. Như vậy 6.800 trừ 700 sẽ bằng 6.100. Tiếp theo chúng ta có 7.200 trừ đi 3.000. 7.200 mà trừ đi 3.000. Thì ở đây chúng ta lấy 7.000 trừ đi 3.000, tức là 7 trừ 3 bằng 4, chúng ta có 4.200, chúng ta giữ nguyên. Như vậy 7.200 trừ đi 3.000 thì sẽ bằng 4.200. Tiếp theo chúng ta có 5.600 trừ đi 2.000. 5.600 trừ đi 2.000 thì chúng ta lấy 5.000 trừ đi 2.000 bằng 3.000. 600 chúng ta giữ nguyên. Như vậy 5.600 trừ 2.000 thì sẽ bằng 3.600. Tiếp theo chúng ta có 3.800 trừ đi 3.000, thì là chúng ta lấy 3.000 trừ đi 3.000 bằng 0, và còn lại chúng ta còn lại là 800. Ở đây chúng ta còn lại kết quả là 800. Tiếp theo chúng ta có 7.400 trừ đi 400 thì chúng ta lấy 400 trừ 400 bằng 0. Như vậy kết quả 7.400 trừ đi 400 còn lại là 7.000. Chúng ta còn lại kết quả là 7.000. Thì như vậy chúng ta làm xong bài tập số 1. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 2. Bài tập số 2 người ta yêu cầu chúng ta đặt tính thừa tính. Phép tính thứ nhất là 6.480 trừ đi 4.572 thì chúng ta cũng trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên chúng ta lấy 0 trừ đi 2, 0 biến 2 không trừ được, chúng ta lấy 10 trừ 2 bằng 8, viết 8 nhân 1. Chúng ta lấy 7 cộng 1 bằng 8, sau đó lấy 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. Tiếp tục chúng ta lấy 4 trừ 5, 4 bé hơn 5 không trừ được, chúng ta lấy 14 trừ 5 bằng 9.
Chúng ta viết 9 nhớ 1. Sau đó chúng ta lấy 4 cộng 1 bằng 5 và lấy 6 trừ 5 bằng 1. Như vậy 6.480 mà trừ đi 4.572 bằng 1.908. Tiếp theo chúng ta sang phép tính thứ hai, 7.555 trừ đi 6.648 thì chúng ta cũng thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên chúng ta có 5 trừ 8, 5 bé hơn 8 không trừ được, chúng ta lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 như 1. Sau đó chúng ta lấy 4 cộng 1 bằng 5 và lấy 5 trừ 5 bằng 0, viết 0. Tiếp tục chúng ta lấy 5 trừ 6, 5 bé hơn 6 không trừ được, chúng ta lấy 15 trừ 6 bằng 9, viết 9 như 1. Và sau đó chúng ta lấy 6 cộng với 1 bằng 7, lấy 7 trừ 7 bằng 0. Như vậy 7.555 trừ đi 6.648 bằng 907. Chúng ta sang phép tính tiếp theo là 9.600 trừ đi 588 thì chúng ta cũng thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Đầu tiên chúng ta lấy 0 trừ 8, 0 bé hơn 8 không trừ được, chúng ta lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 như 1. Sau đó chúng ta lấy 8 cộng 1 bằng 9 và lấy 0 trừ đi 9, 0 bé hơn 9 không trừ được, chúng ta lấy 10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 1. Sau đó chúng ta lấy 5 cộng với 1 bằng 6 và lấy 6 trừ 6 bằng 0, chúng ta viết 0. Ở đây còn lại số 9, chúng ta sẽ hạ xuống. Như vậy 9.600 trừ 588 bằng 9.012. Như vậy chúng ta làm xong bài tập số 2. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Một quầy bán thực phẩm có 3.650 kg cá, buổi sáng bán được 1.800 kg cá, buổi chiều bán được 1.150 kg cá. Hỏi quầy đó còn lại bao nhiêu kg cá? Giải bài toán bằng hai cách. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm theo cách thứ nhất như sau. Chúng ta có cả ngày. Cả ngày tức là cả buổi sáng và buổi chiều. Quầy bán thực phẩm bán được 1.000 kg cá là 1.800, buổi chiều bán được là 1.150. Như vậy chúng ta sẽ lấy 1.800 cộng với 1.150. Thì 1.800 cộng với 1.150 chúng ta được kết quả là 2.950. Và đơn vị là kg. Cả ngày quầy bán thực phẩm bán được là 2.950 kg. Mà lúc đầu quầy bán thực phẩm có 3.650 kg. Như vậy chúng ta sẽ có
số kg cá là chúng ta lấy số kg cá mà quầy bán thực phẩm có là 3.650 trừ đi số kg cá mà quầy đó bán được trong cả ngày là 2.950, thì 3.650 mà trừ đi 2.950 chúng ta được kết quả là 700 đơn vị là kg, và chúng ta có đáp số là 700 kg. Tiếp theo chúng ta sẽ giải bài toán theo cách thứ hai. Ở cách 1, chúng ta cộng số kg cá của buổi sáng và buổi chiều bán được, sau đó chúng ta lấy số kg cá mà quầy bán thực phẩm có trừ đi số kg cá mà quầy bán được trong cả ngày, thì sẽ ra số kg cá còn lại. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện theo cách thứ hai. Cách thứ hai, chúng ta không cộng số kg cá mà quầy đó bán được trong cả ngày. Và chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta có số kg cá quầy bán thực phẩm còn lại sau buổi sáng số kg cá mà quầy bán thực phẩm còn lại sau buổi sáng là thì buổi sáng quầy bán thực phẩm bán được 1.800 kg, như vậy số kg cá mà quầy bán thực phẩm còn lại sau buổi sáng là chúng ta lấy 3.650 trừ đi 1.800 là số kg cá mà quầy bán thực phẩm bán được trong buổi sáng, thì 3.650 trừ đi 1.800 bằng 1.850 kg. Như vậy chúng ta sẽ có quầy quầy đó còn lại số kg cá là 1.850 kg, buổi chiều bán được là 1.150. Như vậy quầy đó sẽ còn lại số kg cá là 1.850 trừ đi số kg cá mà buổi chiều bán được là 1.150, và 1.850 trừ đi 1.150 chúng ta sẽ được kết quả là 700 kg, và chúng ta có đáp số là 700 kg.
Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.